Namo A Di Đà. Kính thưa Thầy, chúng con hiện diện ngày hôm nay là các thiền sinh của khóa học sơ cấp về tâm điển. Chúng con kính đón mời Thầy. Chúng con kính mời Thầy ban những từ khai giảng khóa học. Hôm nay là khóa học thứ tư của tại Thiền viện Mỹ Kim. Tôi xin đặt là khóa quy thức. Ba khóa đã qua, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã nghe được những lời giảng và có ý thức được những gì mình cần học và cần phát triển cho tâm linh của chính mình. Thì trong đó nó gồm cả nhiều tầng lớp, nhiều trình độ khác nhau. Lời giảng gom tụ cho ba cõi đồng tiếng quy thức, thức nào cũng mở cho trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không phải giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại vì chỉ có thanh điển mới giảng giải thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đập tu đập thiên. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng qua tư tưởng tuyệt đỉnh. Cái gì gọi là quy thức? Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mình thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này. Chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến là học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, đôi khi còn càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lắm nó, quên thể xác ô trượt này để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Khi mà quy nhất rồi mới quy thức, mình lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trượt ngay trong tiểu thiên địa của chúng ta, cũng như các giới cầm bên chúng ta từ đây cho tới tương lai. Nếu chúng ta không thanh thản nhẹ, làm sao chúng ta thấy giá trị của sự từ bi? Chúng ta nghe được tha thứ và thương yêu, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không điển, không hòa với chân điển, làm sao chúng ta thấy giá trị của tha thứ và thương yêu? Làm sao giải thích được hai chữ, bốn chữ tha thứ và thương yêu? Có phải từ điển không các bạn? Từ điển do đâu mà có? Từ điển do sự buông bỏ thanh nhẹ, hòa với các giới mới đạt thành từ điển ân độ đời đời bất diệt. Chúng ta xuống thế gian nên tập tập học hỏi từ kích động và phản động, làm cho chúng ta triền miên đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta quyết tâm buông bỏ nó. Buông bỏ nó rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ bước vào chỗ tốt hơn, thanh nhẹ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn, thăng hoa sáng suốt hơn. Đó là mục đích của người tu vô vi.
mới luận về cái hồn và cái vía, đó là chủ của thế gian. Chúng ta càng luận càng thấy rõ ai làm chủ thế gian này. Ý chí tôi đang có đây, tôi đang điều khiển thế gian này, cái vía tôi là ai, tứ chi đang hoạt động trong cái cơ thể này, thừa lệnh của ý chí vô cùng của tôi. Đó là hồn vía tương hội tại thế, chỉ chờ ngày tương ngộ để đàm luận phân minh. Kẻ nam người bắc đã phân ly từ bao nhiêu trăm năm, ngày nay chờ giây phút thanh tịnh để hội ngộ đàm luận lẫn nhau. Nhớ lúc thương yêu vô cùng, chia tay vô cùng đau khổ trong nội tâm, chỉ có một gan một tấc, không có cơ hội tương ngộ giữa hồn và vía, lẳng đẳng đau khổ hàng ngày không giải quyết được, rồi nó lôi cuốn ra hướng ngoại, tạo cho gia đình bất an, kích động và phản động. Luật trời đã ban xuống thế gian sanh con để cháu, đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta không thể ly khai được. Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta, con ta là cái xiềng, dây xiềng nó đang xiềng hóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng, người nào cũng rỗ ráng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được mà bỏ không được, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, hòa để quan tâm. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương pháp chuột, là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức thấy rõ. Chúng ta có sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chấm chích, và để cho chúng ta quyết tâm thấy tôi có tội, tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chỉnh chẳng bất tiến tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng sự thân cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi, mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí, bằng ý, thì bây giờ tôi mới xây dựng trở về với trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ lực ít. Tôi đang vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điện trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hờn, sự tủi nhục, sự đau khổ đánh xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám và tám thiên sanh giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đạo không lập cách nào giải quyết trở về với thanh tịnh sẵn có. Từ tôi ăn năn hối cải là tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, rời ngay trung tâm bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ, nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi liên quan. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay lúc đó. Mà nó không biết bao nhiêu phút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi.
buông cửa rồi tôi phải mở pháp, tôi mở cái pháp để mở cái pháp khư trực luân thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, tôi bận rộn quá nhiều, chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không, không còn để trói buộc nữa. Tôi chỉ tháo gỡ mà thôi. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tại đó. Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó phải rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi, nó nắm được nhiều mối hóa hóa sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Và ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ là tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa chịu độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia căn. Bây giờ tôi phải làm sao đấy? Cho nên đã nhắc các bạn nhiều quá rồi, kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của tiền bạc. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn nuôi trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tìm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chúng ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng tức khắc được? Chỉ có điểm mà làm được. Thế này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ là nhận được định soạn, đã thiền là thức tâm. Đó, thế sao? Nhờ cái thiền chúng ta thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm. Chứ không bắt chước người khác nói rồi con có tội, con xin ăn năn trước Đức Phật, vô tích. Phật không có hộ phò. Các bạn tự khai để đi tới. Đã có một lần đầy đủ rồi, tư chi đầy đủ rồi, tâm thức đầy đủ rồi, có ngũ tạng, có nguy ở bên trong hết rồi. Bây giờ chỉ có hành mà tới thôi. Mà các bạn không hành thì các bạn phải trì trệ. Các bạn không hành thì các bạn chỉ rước nạn vào tâm và không có giải quyết được. Cho nên các bạn cố gắng tu thiền trong giai đoạn đạo, đâu nó quy nguyên vào đó trật tự rồi thì thanh quan điển lành hòa hợp với các bạn là một. Các bạn gian lâm Thượng Đế đã xong với các bạn tới ngày nay, đâu có bỏ, chiều chuộng các bạn, đi theo bên bạn, muốn gì cha cho nó, không bao giờ mà từ chối. Người cha thương yêu không bao giờ từ chối, luôn luôn thanh lập cái biển yêu của Ngài trong nội tâm của các bạn.
để cho các bạn thấy rõ các bạn nhiều hơn. Các bạn đang sa mê trầm tục, sa mê trong tránh tâm ý, sa mê sự phạm trượt. Tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng, kỳ thật dục là nghiệp, là nạn đó bạn. Trong một giây phút mà ngay đại nạn triền miên lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế. Đáng lẽ đã đi lâu rồi, nhưng mà bây giờ lôi cuốn mà. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hướng thượng, tập đánh trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Các bạn phải hòa cho nên đến, các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lơ của các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, đời nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời, phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi, mà thề rồi thề tới buổi tái thề, thề hoài mà rốt cuộc không thành. Cho nên tội đó của ai, tội đó của chi, tội gì, tội trường là thực bạn. Các bạn đi vô giới trường, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm cái trường đó rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh chúng ta nâng nó cái thanh để đi thân. Khi mà các bạn nâng nó cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng ghề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng để trung tìm bồ đạo, thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn ạ. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan tâm, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây nên chứ đi cũng được đâu, thấy vậy mà đi cũng được. Cho nó khổ vô cùng, phải hiểu cái đường tu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình. Chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, các yếu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Và nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi niết bàn. Cho nên chúng ta người tu là lo xa, không phải lo gần. Làm việc cho nhiều kiếp ở tương lai, không phải là làm việc cho trong một kiếp này. Không phải cầu xin trong giây phút này, nhưng mà thực hành để tự đạt. Cho nên các bạn đã là mẹ, là cha trong gia đình, là con trong gia đình, thấy rằng người nào cũng có gốc rễ, cũng có khả năng phát triển, mà chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được lối thực hành trong thanh tịnh, nên giữ sự thanh tịnh đó mà thực hành, quý giá vô cùng. Và các bạn vạch rõ cái chân tướng của các bạn từ không mà có, chứ đừng ôm cái co mà loạn động, đừng ôm cái địa vị tạm bỡ không hiểu mình. Địa vị đó không có giá trị. Hiểu được ta là không, ta từ đại thanh tịnh là không không mà đem tới xuống thế gian này, chúng ta quy không thì chúng ta mới thấy nhẹ. Ta không có chấp vào tương nữa, không có chấp vào địa vị nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng những người chấp về địa vị là những người đau khổ, tự trói buộc. Chúng ta lấy lòng từ để cứu độ họ, để cho họ thức tâm và tự tránh những sự sai lầm của chính họ. Cho nên đường đi rất rõ ràng. Người tu vô vi đã tham thiền rồi thì thấy rất rõ ràng. Tương lai cái xác bạn là không, và cũng không phải cái xác của bạn. Nếu xác của bạn, bạn có cơ hội ôm nó đi chôn rồi, không có cơ hội đâu bạn. Ai chôn đâu. Cái gì bạn đang có, đang đeo vòng vàng
cũng thiên hạ lấy cho phải của bạn, nhưng mà vỏ vẹn cái tâm thức là của bạn. Bạn phải giữ cái tâm thức để mà sống, sống đời đời và không bị lệ thuộc, vì từ hồn của bạn bất diệt rồi mà. Điểm liên quan đó không có thế nào mà chính bạn bằng lòng cho vùi trong tâm tối thì nó tâm tối, và bạn cố gắng đem nó lên sáng thì nó sáng đời đời. Cho nên bạn cũng đi một vòng quanh cả cả không vũ trụ rồi, đồng đi với Thượng Đế trong trượt và thanh rõ ràng. Ngày hôm nay phân ra thế là mình đã đi với cha này, mình đã học với Ngài, mình đã từng sống với Ngài, và mình quên quyền năng tiếp tục của chính mình. Cho nên trở về để sử dụng quyền năng đó, tâm cái một tâm trì niệm Phật. Khi các bạn tìm tì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi thì chúng ta đâu cần phải mở miệng, chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để như mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái đó tâm thanh tịnh là các bạn không đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc nhiều, ngồi đó mà không ngừng nghỉ hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi. Các bạn thấy không? Không phải số người này khổ đâu, thiếu gì người khổ trong địa ngục. Các bạn bước xuống thềm địa ngục, các bạn nghe nó khóc rầm trà rầm, khóc biết bao nhiêu người khóc. Tại sao nó phải khóc? Chính nó đã ràng buộc nó tạo sự đau đớn cho nó. Nó biết đạo nó không tu, và nó tạo cái sự tranh chấp rồi rốt cuộc nó đánh nó. Thấy sự công bằng vô trời, Thượng Đế sẽ công bằng. Con muốn gì cha cho, chửi đi, chửi thiên hạ đi, trách móc thiên hạ đi, phiền hà thiên hạ đi. Rốt cuộc là mình trói buộc mình trong sau giờ phút lâm chung là phải giam vào trong cái góc đó. Chính mình buộc mình, luật nó có, luật trời mà, chúng ta đâu có bỏ luật trời được. Các bạn nên tôi sẽ sống như đời mà ông nói chuyện luật trời. Đời có chút xíu thôi, từ luật trời nó chiếm tới 80% là đời, 20% là nhiều lắm. Mà có thể nói luật trời 100% nữa, không có sự thông minh của người làm sao đặt ra luật ở đời. Thấy chưa? Toàn là luật trời. Nhân quả rõ ràng, chúng ta hiểu cái này và tự tránh, chúng ta mới tin được. Cho nên các bạn nói tôi muốn giải trừ, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn thành Phật, mà tôi ôm sự tranh chấp sân si, làm sao tôi thành Phật được? Các bạn của các bạn là Phật tiên, mà các bạn không chịu bỏ động tiềm tịnh, làm sao các bạn đi tới Phật tiên được? Cho nên các bạn đang ngồi tham thiền đây là các bạn ước vọng trở về một vị Phật. Thì hành động các bạn luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ của vị Phật trong tâm các bạn. Đang làm việc với chư Phật, đang làm việc với chư thiên, đang làm việc với Thượng Đế, thì hành động của bạn khó sai lầm. Còn bạn cứ quên Thượng Đế mà bạn ngồi lạc cho mạnh để đi đánh lộn, cái đó là ngày càng tâm tối rồi không đi được. Cái pháp đây là giải ra chứ không phải trụ để đánh người, trụ để kích động người, trụ để ăn thua người. Không, trụ để cởi mở cho ta và anh hỡi người khác, để người khác đồng mở đồng đi với chúng ta, mới đem được thiên đàng xuống thế. Cái cảnh thương yêu mới thật sự cởi mở và nhiều tiếng lẫn nhau. Ngay trong gia đình chúng ta là một người cởi mở, người cha trong gia đình cởi mở thì lập cái hạnh cho gia đình quá tốt. Mà người ta muốn cởi mở thì người cha phải nhịn nhục, nhịn nhục tối đa mới thấy sự sai lầm của các con, và dùng ý thuật từ bi để mở tâm mở trí cho các con, thì cái gia đình nó mới có cái hạnh to. Cho nên các bạn, tại sao các bạn về cái căn nhà vô vi này các bạn thấy nó thoải mái? Vì nhà của các bạn đã đóng góp. Các bạn không phải đóng góp về tiền bạc, các bạn có thể nguyện rằng tôi muốn đóng góp cái sinh mạng tôi để cứu người. Tôi muốn đóng góp từ điển của tôi để tôi cứu người. Đó là cái ý nguyện các bạn khi bước về rừng núi thanh đẹp như thế này.
và Thượng Đế đã cho các bạn có một cái gia đình đầm ấm giữa anh chị em trước khi chưa tu tìm khác tánh, nhưng mà ngày nay đồng một con tim, đồng một ý chí xây dựng giải thoát thì có phải đi về cơ quy nhất không các bạn? Ngày hôm nay ta bước vào trong căn nhà ở trong cơ quy nhất rõ ràng, cho nên ăn năn hối cải nhiều hơn nữa, càng ăn năn càng hối cải càng sám hối, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ ta không tốt, thấy rõ ta tâm tối, thấy rõ ta không biết đường đi. Ta về căn nhà này, ta thấy căn nhà này thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta hưởng cái ý thanh này, và chúng ta xây dựng cái ý thanh này, và xây dựng cả niềm tin cũng như hoa sen phúc nở để dâng trời, trong một tâm hồn trong sạch tuyệt đối, khai triển tâm linh để làm việc cho đất tôn ra. Ngài đang mong chờ, Ngài đang phí biết bao nhiêu công mà để chúng ta đóng góp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta thấy sự đóng góp rất quan trọng. Chúng ta đã hành được một giai đoạn rồi, chúng ta cảm đóng góp, chúng ta thấy rõ. Nhiều người chưa tu về pháp lý cũng đã hành. Hành chỗ nào? Làm cha làm mẹ là kích động và phản động đủ chuyện rắc rối trong gia can, từ trong cho tới ngoài, là đã điều luyện tâm hồn của chúng ta bị kẹt rồi, không có thoát được. Chúng ta nghĩ ăn chỉ nghĩ thượng đế đó, những người đó cũng được chí tâm qua khổ chỉ biết kêu trời, mà kêu trời rồi thì ta học tánh chất của đức ông trời, trời nên tánh chất thương yêu của ngài, thì tự nhiên ta đi tới chỗ quan thông. Thượng Đế là vô cùng thương yêu. Nếu Ngài không biết thương yêu là Ngài mất cái vốn rồi, mất cả trật tự của các cả không vũ trụ. Cho nên cái lập tự ái của Ngài vô biên. Cho ngày hôm nay quý vị là cha là mẹ, cái lập thương con cũng vô cùng. Bạn có thể nói với con của bạn là bạn thương con một cách nào, nói không được, giấy mực tả không hết kia mà. Lập thương con, làm đứa con có hiếu thương cha nó không có thể viết cái thơ nào mà nói cho cha nó biết rằng nó thương cha nó. Đó, cho nên cái pháp luân thường chuyển là hai cái chu lục nó tương đồng như vậy, một cái mở đi lên và một cái đi xuống, mất đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điểm rồi thì cái pháp luân thường chuyển của cả không vũ trụ nó rút chúng ta lên. Cho nên cái đầu các bạn được rút, rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ thấy cũng như giấc chim bao, mà khi tập kỳ tập các bạn đi trở về căn cơ tìm kiếm của các bạn. Từ từ đó các bạn nhận định và lên khai thác cái thức cực, thấy rằng trước kia tôi cũng làm ông này ông nọ cũng đi đến đâu, rồi bây giờ tôi tu giải thoát may ra tôi mới được an thật. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan nguyện như thế đó, mà có thể giao cho tôi kiếp này thành đạo thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều quy quyền mà tôi không thành đạo và chả cứu được ai. Tôi càng ngày tôi lâm trầm, tôi lại sống trong chỗ tham dục độc tài. Bây giờ tôi thích tâm rồi, tôi mở, tôi trở về, tôi về về quy không. Tôi về cái chỗ không, tôi mới được an nữa. Nhất trần bất nhiễm, nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần trượt nữa, làm sao tôi được an nhẹ được. Cho nên lấy tâm đời mà luận xét, chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ mới thơ được. Trong tâm các bạn nó dơ giấy, các bạn rửa nó đi, bỏ nó đi. Cái đó không cần thiết các bạn ơi. Đã phạm rồi, tái phạm nhiều lần lắm rồi, không cần thiết, chúng ta dứt khoát nó đi. Cho nên dứt khoát thắt tình lục dục trong tâm thì trung tâm của các bạn ở trung tâm bộ đầu các bạn nó mở lên, nhấn nhẹ đó, thì các bạn mới thấy đạo rồi. Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phạm tâm, trong cái lưỡi tranh chấp, trong cái lỗ tai nghe mà động không có, trong cái mũi, cái lỗ mũi ngửi mà thích không có nữa, con mắt xem mà mừng không có nữa,
bỏ hết. Thì lúc đó các bạn mới là tiên tại trần rồi, các bạn mới xác nhận là tôi trước kia tôi có tiên, tôi ở trong động mà tôi vẫn tỉnh, tôi thấy tôi thơ thớ vô cùng. Mà hồi trước kia tôi không tu, tôi lại thấy tôi muốn nhào vô động loạn, tôi rước bệnh hoạn, bệnh hoạn trong tâm không hay, càng ngày bệnh càng nặng, mà tưởng ta là có điều gì. Cho nên các bạn xuất hồn được, các bạn thấy những cái đam ma sang trọng vô cùng, địa vị các bạn đọc không hết. Nhưng mà rốt cuộc là bị giam hơn ai tìm. Và cũng chưa gặp những người đó, nhưng gặp những người đó, những người bên đó mới nói. Mà các bạn muốn cứu họ ra, họ cũng không ra. Họ thấy là họ nên ở tù lâu hơn, bị giam đời đời để chuộc lấy cái tội của họ đã và đang làm. Cho nên có người thả họ về, họ cũng xin đào thai đi làm con thú. Làm con thú để chuộc tội, để trả lại cái nợ đó. Miếng da, miếng thịt, miếng xương phải phục vụ. Vì trước kia thiên hạ phục vụ cho họ nhiều quá, làm vua, làm quan là toàn là toàn dân phải phục vụ cho nhau. Nhưng mà ngày nay khi không có phục vụ, trở lại độc tài giết dân, thì y phải hy sinh tâm mạng để phục vụ cho lần lại. Đó là luật trời. Cho nên các bạn khi nào bất khởi một sự độc tài trong nội tâm, chúng ta nhớ rồi, để nó giải tán cái phần lửa ô trực đó, phóng ra hòa với càn khôn vũ trụ, cái tâm phạm còn có. Cái sơ hồn nó sẽ đánh đổ. Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy cái màu đỏ đó là lửa trong tâm các bạn nhiều, cái lửa có thể đốt cháy da can thiên hạ, đốt cháy tánh mạng thân thiên hạ bằng một cái độc ác y phạm của bạn. Và các bạn định sai gieo tội cho họ và không xây dựng bức tiến của họ, thì đó là đại nạn nó sẽ trở về với các bạn. Cho nên về bạn ở đời cái gì nó cũng ngay ngắn tốt thiệt, nhưng mà khi bạn chết bạn có tội. Vì tinh thần phục vụ của các bạn không có, các bạn dụng lý để chấp đời và không tự hành để khai triển tâm linh nhẹ nhàng và để tận độ chúng sanh bằng biển giới. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây học về biển, chính các bạn đã có điện. Các bạn không có điện, mắt các bạn nháy không được, tay các bạn cục cửa không được, chân các bạn không đi được, nhưng mà nó phân tán chia năm xẻ bảy. Ngày hôm nay các bạn đến đây tập trung quy một thì mới thấy lực lượng thanh nhẹ của điện quang trụ trên trung tâm bộ đạo các bạn. Lúc đó các bạn mới là người làm việc cho cả các hồn vũ trụ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây mọi người đều buồn thì phóng ra những thanh khí vô trường, mà mỗi người khóc trong thức tâm, thế là tôi sung sướng, tôi mừng, tôi được về với đường chân giác. Thì các bạn phóng thanh khí cho các càn khôn vũ trụ, là các bạn làm việc cho các càn khôn vũ trụ. Rồi đây nhìn mặt nhau thấy vui, tâm ta cởi mở, ta là người cộng tác với Thượng Đế và chính Ngài ở trong ta, và chính ta là người giam Ngài chứ không phải người Ngài giam ta. Tại sao? Chúng ta ý nơi Thượng Đế, cái gì cũng giúp cho chúng ta có đầy đủ, ăn được đi chơi đi, nó dốc, nó đủ thứ, nó không bất chánh làm bậy làm bạ ô trược. Nhưng mà Ngài phải chịu. Ngài chịu con Ngài là Ngài cũng như bị giam nó trong cái thức của các bạn. Rồi ngày hôm nay các bạn hiểu được, các bạn mở cái thức ra thì Ngài được nhẹ. Càng mở thức càng vui, càng làm điều thiện, càng hướng thiện, xây dựng thiện nghiệp, thành lập cơ đồ tâm linh cho Thượng Đế, thì Ngài được dĩ nhà. Vì trong nhà Ngài đã có đứa con ngoan, biết nó, biết cha nó. Thì ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, biết nó, biết cha nó thì các bạn rảnh rồi. Khi các bạn về nhà, bạn đâu có lo. Rồi lúc đó các bạn đầy đủ rồi, các bạn cứu độ chúng sanh. Cho nên ta tu, ta phải đắc một cái gì, chúng ta mới cứu được chúng sanh. Ngay gia đình chúng ta không được thì không làm gì ở bên ngoài được. Gia đình của chúng ta là đâu? Trong cái tiểu thiên địa này, lục căn lục trần
chúng ta giáo dục nó ác độc từ hồi nào giờ. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đường vạch lối để mở cho nó ra, cho nó tiến, cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó, và nó trở về con đường phục vụ. Vì nó thọ con đường phục vụ của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, ngày nay nó phải xây dựng cái tinh thần phục vụ đối với nó và đối với chúng sanh. Con người thiếu phục vụ, con người không bao giờ nhẹ nhàng. Người mẹ trong gia đình cũng vậy. Cứ lo tranh chấp với con thì không được. Con nó ngu, mẹ phải làm dịu dũng lòng từ để phục vụ con. Phục vụ cho nó thích tâm và nó thấy rõ ràng. Trên đời này chỉ có người mẹ nó là biết nó mà thôi, không có người thích gì. Lúc đó nó mới quý mẹ nó. Càng quý mẹ nó càng biết nó, càng biết nó càng biết chung sanh. Đó là tâm lành hướng độ. Một chúng ta tu bây giờ là tu về thanh điển. Pháp luân thường chuyển liên hệ càng khôn vũ trụ để khai mở sự ô trục tâm tâm, cũng như đem ánh sáng để dìu dắt các con. Ánh sáng đại từ bi để mở tâm linh của các con tiến hóa. Thì cái pháp tướng các bạn phải mở, pháp tướng các bạn phải tươi, lòng từ các bạn có rồi, đâu còn sự tranh chấp đối với bạn. Và tranh chấp đến với bạn thì các bạn thấy rằng Thượng Đế đang đẩy các bạn lui về thanh tịnh sanh thọ. Liên quan là sự kích động và phản động đến với chúng ta là phước chứ không phải quả đối với người chung. Người đời thì thấy là quả mà chúng ta thấy đó là phước. Họ đẩy lui rồi chúng ta thấy rằng quá khứ chúng ta đi một đoạn đường không có giá trị, không có tiến triển, thì chúng ta đi về đâu? Về sự thanh tịnh. Mà càng trở về sự thanh tịnh thì càng biết tha thứ và thương yêu. Biết tha thứ phương và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của từ bi, thì mùi đạo phật khởi. Mùi đạo phưởng phất trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới có cơ duyên tận độ chúng sanh. Nụ cười, cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã độ được chúng sanh rồi. Không phải nói. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói. Nhìn họ mà cười chút là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn, bạn chỉ niệm Phật và mở uống nụ cười cho họ, cũng được độ được hơi họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điểm rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương đang mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dùng những lòng từ để tận độ nó, cứu nó. Thế chứ? Từ đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh. Và nói rằng tận độ. Không hành. Cứ chỉ trong cái sách kinh mà nói, chỉ đường lối của người đi trước mà nói, không được. Nói nó đâu có vô, nói nó đâu có mở. Mà chúng ta hành, chúng ta có từ điển. Thì cái thanh đương nhiên hút trượt. Thượng Đế xuống đây làm gì? Hút trượt của các bạn. Thượng Đế đâu có hút thanh đâu. Ngài là thanh mà. Thanh đến đây chỉ hút trượt mà thôi. Còn tôi cả ngày càng cố gắng tu học, cho nên các bạn về với tôi một chặp, các bạn thấy gì? Tôi hút cái gì của bạn? Các bạn mang cái trượt đến đây, tôi đã hút cái trượt. Rồi tôi trao cái gì cho các bạn? Tôi trao cái thanh. Đó, các bạn mới thấy cái thanh trong bạn có. Và các bạn không tiếp tục rước trượt nữa. Càng ngày càng tu như vậy, thì mỗi kỳ đến với tôi, thì mỗi kỳ nghe thuyết giảng khác. Qua các bạn nhẹ thì các bạn sẽ được ở cõi siêu hơn và nghe những lời thanh thản cởi mở, khai tâm mở trí gì cả. Cái khoa này là khoa sơ cấp để các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cả, rồi tôi mới tu một chút thật. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi. Đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu. Thập thà với chính tôi.
tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ông ban tôi toàn là luật, luật kinh vô tự không có chữ, nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho nên khi nhiều bạn tốt nửa đêm ngồi tham thiền nửa đêm xong rồi sao tâm muốn làm thơ, nắm viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Cái thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chừng nào. Cho nên quý giá vô cùng khi các bạn tham thiền rồi các bạn thấy chúng ta thấy rõ bề trên không bỏ chúng ta. Không bao giờ bỏ. Cha mẹ không bỏ chúng ta, theo dõi chúng ta. Một cử một động sai lầm cũng được báo cáo cho bề trên. Rồi bề trên tiếp tục chuyển điểm chập chập tập. Lấy gì làm bằng chứng? Trước khi các bạn vô tu vô vi các bạn không có nghĩ rằng tôi hiểu tôi rồi, tôi tu thử coi ra sao. Nhưng ngày hôm nay các bạn càng ngày càng hiểu bạn rồi. Thế là tìm kiếp mình đã làm sao, bây giờ mình mới bị đọa thành thế sao? Mình đang ở tù, chứ đâu giải thoát đâu, chưa, đang bị kẹt trong thế xác này đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân nhắc của chính mình. Chúng ta dũng mạnh rồi, cương quyết rồi, tôi không phải là người tại thế. Tôi chỉ biết đi, biết mở, đi mãi, mở mãi. Tầm đạo là phải vô cùng, chứ không phải tầm một hai chỗ là được đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình. Không có nữa. Tại sao quên tuổi tác? Vì tôi là một vị tiên, một vị tiên cô giáng lâm xuống đây thì giam hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa. Tôi không có gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian. Khi mà bộ đầu các bạn mở rồi vẫn xuất ra đâu có lớn. Thì đâu còn tuổi tác nữa. Tuổi tác là cái khám đó bạn. Cái khám là hù à. Già rồi mày làm được gì, mày chỉ chết thôi. Đó là hù. Hù để cái hồn thức tâm, hù để cho mình tìm những cái gì khả năng của tôi. Của tôi thì sao? Không biết vậy thôi. Mấy chục năm tôi ở đi chơi sao? Bạn học rõ ràng. Nhưng mà các bạn không gom điểm thì cũng thấy trật tự đã học và đã tiến. Rồi quán trách trời đất, cầu xin trời đất hiểu. Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi. Do đó nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh lặng. Ngồi đó an nhiên, tự tại trong thanh lặng mà tìm ra cái dũng khí để khai mở và cái đường tâm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ. Cho nên các bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các bạn. Nắm cái chìa khóa đó, ta chỉ chút kỹ thuật rồi các bạn mở ra, sung sướng vô cùng. Lúc đó các bạn vui rồi. Tôi không còn bệnh già mua nữa mà tôi đó. Tôi sung sướng quá. Tôi biết tôi tiền kiếp là một vị tiên mà bây giờ tôi cũng là tiên. Vì xác này là khóc. Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng như cây gậy rồi tôi sẽ trả lại. Và tôi gom những cái gì của tôi để đắm đồ trong cái xác này để tôi chuẩn bị ra đi. Là hiện mà thôi. Căn bản của các bạn là vô hình vô tướng, đâu có phải mạo diện này. Nếu là nói các bạn là cái mạo diện này đâu có vô cùng. Bạn bỏ cơ cấu này thì bạn lấy cái thanh điển bạn ở nơi cơ cấu khác. Bất kỳ một. Cho nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cảnh trì trệ nhất là thế gian này. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người làm thú đủ thứ, đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên, không còn mang sắc hàng nữa.
và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tăng độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ ở trong thanh trí hòa học cả cả không vũ trụ. Cho nên chư tiên họ đâu đâu có chậm trễ như chúng ta, tới gặp nhau là xong rồi. Có một chục, một trăm, một triệu người luôn điển phóng lên quy một rồi là hòa rồi, là nhận cái điểm cái nó mà đi làm việc. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết, không có sự phát tâm thật sự thì không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của chúng tôi rồi tôi mới đóng góp với cả cả không vũ trụ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Mấy gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt phàm nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô. Nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác lắm. Rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia giới nọ. Giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô rồi phóng ra. Làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta ở chưa? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, mười kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo thế giới, bán thế giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không hay. Nên người tu không làm nữa. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự và khí giới đó bắt đầu chúng đó khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta bắt đầu chúng đó mở tâm cho mọi người và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ và họ sử dụng quyền năng sẵn có của chính họ tươi sáng mãi mãi, tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của thượng đế phải biết tình thương và đạo đức, phải sử dụng ngay cái hồn, phải làm điều này. Xác các bạn không quan trọng, cái hồn của bạn là quan trọng. Nãy giờ nói chuyện với cái hồn, hồn chúng ta giao cảm, hồn chúng ta cảm thức, hồn chúng ta thấy là một, anh em một nhà. Vũ trụ là ta là vũ trụ, phải anh em một nhà không? Sự liên hệ không ngừng nghỉ, chúng ta không có lý do mê chấp nữa. Chúng ta đi về trung dung tâm đạo, thăng hoa cỡ mở, tay mặt cũng cứu, tay trái cũng giúp, không có bỏ một ai. Vạn linh hòa đồng mới tiên được cảnh đạt đạt được. Khi mà chúng ta hiểu điểm giới rồi, phát tâm làm một vị Bồ Tát, ngày mai tôi làm cỏ cho người ta đạp tôi cũng đạp, không sao, vì tôi thấy tôi không có mất. Sanh trụ quả diệt, đám cỏ nó cũng như tôi, nó cũng khoe màu và nó cũng sống trong định luật sanh trụ quả diệt rồi. Một thứ trong tôi không có sự chia cắt nữa, tôi không còn bất tường tự ái tâm tối chia cắt nữa, thì tôi nhẹ bận lên trời dễ dàng. Còn tôi ôm cái sự trách móc không bao giờ tôi tiến, học hết sách cũng không tiến. Cho nên chúng ta cố gắng trở về đặt tâm kinh vô tự của chính chúng ta mới thấy giá trị quy tức là thế. Còn không biết đặt tâm kinh vô tự của chúng ta thì không bao giờ quy tức được. Quy tức là gì? Là một nhất lý thông vạn lý minh. Tôi dẫn dắt cho các bạn hiểu từ cái thể xác của bạn, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ không giới thành tựu, rồi từ cái có này nó sẽ biến thành không. Các bạn mới thấy hai cái lý này là không rồi đó. Rồi cái thanh điển của các bạn gom tụ đang điều khiển thể xác này, các bạn nghe hai cái thể xác này là không, các bạn quy thức
trở lại trung tâm của đạo. Lấy cái chân tâm bất hoại đó liên hệ với cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới đi mãi mãi. Các bạn ở trong sắc phàm, ngữ trong sắc phàm, nhưng mà các bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển sắc phàm và giữ cho sắc phàm được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các bạn trong lúc lưu trú tại đây. Trước khi đi các bạn đã làm gì tốt? Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa hay là đối với cọng cỏ hay đối với sạc cát, các bạn dùng từ tâm hóa rồi, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pha, nó không rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh mà được thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm pha những là này kia nọ đủ thứ nhảy đầm là thấy nó nặng hơn. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể trải mời bất cứ người nào hành vì chúng ta mở tầm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chỉ cách nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lùng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bồ đào và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, chỉ xa xuống địa ngục mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát tạc với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn. Các bạn võn về ăn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng hoa tốc độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đạo các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô mấy tiếng cương quyết tập cho mình ngồi tới chết thức tâm ta mới đứng dậy thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là toàn thành, các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai, sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi và từ miếng đất ô trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các cả không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự đóng góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phục đạo. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ là tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng đường điểm càng ngày càng an nhẹ, và chúng ta sẽ đông đi trong quả xe tốt đẹp về quê xưa chân cũ, không còn lệ thuộc trên tiếng của mơ nữa. Thất hành để đạt có, chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giác lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ổ trực. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cơ thể ổ trực này, cho nên chúng ta thức giác rồi gom cái phần đó để trở lại độ ta và độ ta. Thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Thank you.
Rồi chiều nay bàn cãi, rồi chiều nay nói chuyện, cái gì thắc mắc sẽ nói với nhau, bàn bạc với nhau, tháo gỡ cho nhau mới đạt được thành công.